dài ngủ tình đêm. Tình đời đâu ai biết hôm nay không ai nơi thì có lấy giữa tình hợp đầy cao giấc mơ nhà tôi lòng hồn tôi mây bay chung để đưa mây bay tình. Bạn thích body hiện tại của Thị Nhung hay body hồi xưa? Body hồi xưa. Đông trời ra bóng người còn thèm mong đi về đâu. Sóng gió mong chung đẩy đưa thắng mong người lần đầu. Chưa thấy body hiện tại. Nói em sẽ về đây khi nào đâu ta. Anh nhớ em khi từng lỡ là những chuyện ta. Anh nhớ em khi em mong chẳng bao nào mà anh không hoặc. Một hôm nhận ra tớ thích ánh mắt, thích gương mặt lạnh lùng tính bơ. Thích tôi bờ môi, thích chiếc má lông, thích luôn đủ. Cái gì đó? Cái gì đó? Cái gì đó? Cười cậu nước ca, tớ thích cậu dù thế giới chê riêu tớ cũng không mà. Nhìn xem tớ vẫn cố đến khi nào cậu sẵn sàng. Em đâu trời cao có thấu, có biết cơn đau mùi hương thế nào. Em mơ một mai thức giấc, chẳng có cơn đau nào sẽ ké qua. Bất ngờ chung tình già, ghé luôn tình già. Các công chúa nhà gãy mặc áo hút đi. Thương anh cho phát thật thà, cầu chi kia mời anh bước qua ta sẽ chung một nhà. Đời ngày ta rất yên vui, chân thành tay để dành cho tình ta thêm ngàn năm tháng. Giữ nhau là thêm một chút, đôi lấy được tình yên này. Giữa cơn mưa thêm vài phút, có sao đâu hứng hờ. Bên anh nhiều lắm. Em nói em sẽ về đây khi nào đâu ta. Anh nhớ em khi từng lỡ là anh yêu chưa tương tai. Anh nhớ em khi em mong chẳng bao nào mà anh không qua. Mở nghèo đèn trao lại người tự do bên sáng giàu. Thuyền đưa tình ai thắng đến nỗi đâu một cùng trời. Trời đưa anh đồng bằng còn sống như luôn không vui tình già. Em đã biết từng lỡ kia khó khi anh chẳng phải ta. Because they stay in the job. Trời ngày đêm phát sáng, sao xuyến cộng sáng tối phát điên. Sao ai thương em mà lại băng qua mà sương đêm, vì không muốn nhìn em khóc và anh thấy nhớ mùi hương quen của một nhà. Bay điện thoại em cười phải chặt rồi nha.
còn hơn đâu vạn lần mà chẳng dám nói ra nỗi nhớ đông đầy. Bước nhà mày à? Mày đi như nào tao đi thế đấy. Mày đi kiểu gì tao ơi, đi kiểu đấy đấy. Nào, nào. Được. Tao đi kiểu gì mày đi y hệt kiểu đấy đúng không? Đúng. Rồi. Mày ra đi, sai lầm có thể làm lại mà. Mày ra đi, bọn tao tha thứ hết cho mày mà. Thưa quan viên bốn bên hài hòa, mời các ông các bà nhận những dương rồi vương nước kia. Hôm nay hơi đen, gặp con bổ đây. Này, anh là ai được con bổ đấy? Này, có tất dân bây giờ. Làm sao? Cái đồ con gái lành chứng minh là các thầy, mặt dày mũi rõ. Làm sao, làm sao, thế thì làm sao? Con tao nhá, muốn rơi, muốn đá, muốn giáo, muốn hình, muốn tình, muốn nghe, muốn đi, thì quay lên quay lên đường. Quay cho kỹ lắm. Có cái mặt cho mua chuyện nữa nhá. Ê, tôi nói thật là anh nhá. Anh để một cái mặt là anh nhăng ngực nhá. Tôi để mùng 1. Sao? À, mùng 1 à? Ai mùng 1 à? Thả lại, thả tí tới nhá. Cứ gọi anh nhá, xin cua. Thế làm sao? Tôi sai mùng 1 nhá, cô phải cứ lại gái ông dằm nhá. Chỉ có gái ông dằm mẹ mới có sai như cái mặt cô thôi. À, đúng rồi. Lấy làm đây thì sao? Tôi cũng mất công như chị để mà được. À, thảo nào. Cái mặt thê không phải chó đấy nhỉ? À, chó nhỉ? Sao, 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 sao? Thổ ra.
Anh muốn nói đó là em đẹp hơn hết bất cứ ai. Từ hôm nay em là số 1, còn gọi anh là hiếu thứ 2. Một câu chuyện của mày chuyên tụng bốn trái tim của tao rồi, khủng ơi. Chuyện này liên quan gì đến mày? Thì anh là người tao thích.